Chiều ngày 18 tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội, Vietinbank tổ chức hội nghị người đại diện phần góp vốn của Vietinbank. Hội nghị là diễn đàn quan trọng giữa Vietinbank và người đại diện vốn của Vietinbank tại các đơn vị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ, Tổng Giám đốc Vietinbank Trần Minh Bình, cùng các ông bà trong Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và người đại diện vốn Vietinbank tại các đơn vị. Hội nghị đã diễn ra phần trao đổi, thảo luận trực tiếp và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người đại diện vốn Vietinbank từ Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo, các phòng ban liên quan của Vietinbank. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ đã ghi nhận và cảm ơn những người đại diện vốn, các chủ tịch, tổng giám đốc các đơn vị đã thay mặt Vietinbank thực hiện quyền của chủ sở hữu phần vốn góp, quyền của cổ đông tại các đơn vị nhận vốn, cũng như tích cực tham gia chỉ đạo điều hành tại các đơn vị, đạt được những kết quả nhất định. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ yêu cầu các đơn vị cần tăng hiệu quả quản lý, thúc đẩy hiệu quả đầu tư, góp vốn của Vietinbank, nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của các công ty con, công ty liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty con, công ty liên kết, tái cơ cấu hoạt động đầu tư của Vietinbank. Cũng tại hội nghị, Vietinbank đã thực hiện truyền thông định hướng tái cơ cấu danh mục đầu tư của Vietinbank, trong đó có các khoản đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết theo phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.